Buổi sáng hôm nay lòng chúng con đầy sự vui mừng, bởi vì chúng con có thêm một cơ hội nữa để bước vào sự hiện diện thánh của Ngài. Chúng con tin rằng trong sự hiện diện của Chúa có sự giải cứu. Chúng con tin rằng trong sự hiện diện của Chúa có sự chữa lành. Chúng con tin rằng trong sự hiện diện của Chúa có sự chu cấp. Chúa sẽ tuôn đổ phước hạnh tươi mới của Ngài xuống trên những con người thật sự tin và khao khát. Chúng con thưa với Chúa rằng chúng con tin Ngài và chúng con khao khát Ngài, Chúa ơi. Và chúng con khao khát những điều tốt đẹp ở trong vương quốc của Ngài, Chúa ơi. Xin tha thứ cho chúng con nếu như những ngày qua chúng con đã đeo đuổi, chúng con đã tìm kiếm, chúng con đã khao khát những điều tầm thường ở trong thế gian này. Xin tha thứ cho chúng con. Và hôm nay chúng con có một kết ước mới mẻ với Chúa, đó là chúng con chỉ khao khát Ngài và những điều tốt đẹp ở trong Ngài thôi. Chúng con cầu xin Chúa Thánh Linh vận hành thật mạnh mẽ trong căn phòng này, chạm đến từng người nam, từng người nữ đang ở tại nơi đây, làm tươi mới tâm linh, tâm hồn và cả thân thể chúng con nữa. Xin Chúa cho chúng con được mạnh mẽ và đắc thắng. Hallelujah. Xin Chúa xin dầu tươi mới cho tất cả chúng con, đặc biệt là những người phục vụ, để sự phục vụ của chúng con đem lại kết quả tốt đẹp cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Hallelujah. Chúng con xin dâng mọi vinh hiển cho Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hỡi muôn dân, hãy vỗ tay, hãy trỗi tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va chí cao, Ngài thật đáng kính sợ. Amen. Ngài là vua vĩ đại trên cả trái đất này. Alleluia. Hãy để cho tiếng ca ngợi Chúa vang vọng trong căn phòng này anh chị em ơi. Bài ca mới. Amen. Hỡi cả trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va.
và chúc tụng danh của Ngài. Amen. Và từng ngày hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài. Amen. Amen. Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước. Hãy công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân. Amen. Vì Đức Giê-hô-va thật là vĩ đại, rất đáng được ca ngợi. Amen. Hallelujah. Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần. Amen. Hãy quy vinh quang và quyền năng về Đức Giê-hô-va. Amen. Hãy quy vinh quang về Đức Giê-hô-va, xứng đáng với danh của Ngài. Amen. Hãy đem tế lễ mà vào hành lang Ngài. Amen. Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va. Amen. Hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài và hãy hát cho Đức Chúa Trời của chúng ta một bài ca mới ngay lúc này. Amen. Hãy bật lên khúc ca chúc tụng Ngài. Hãy vỗ tay, hãy trỗi tiếng reo.
và hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Hãy bật lên khúc ca chúc tụng Ngài. Hãy dùng đàn hạt, giọng ca mà tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Hãy dùng tiếng kèn và tiếng tù bà mà reo mừng trước mặt vua, tức là Đức Giê-hô-va. Nguyện biển và mọi sinh vật trong biển, thế giới cùng những người sống trong đó đều cất tiếng ca vang. Nguyện các sông vỗ tay, núi đồi cùng nhau hát mừng trước mặt Đức Giê-hô-va. Khi Ngài đến để phán xét thế gian này, Ngài sẽ phán xét thế giới theo sự công chính và xét xử các dân tộc theo lẽ công bằng. Giờ này, hỡi những người công chính hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va và cảm tạ danh thánh của Ngài. Và hãy bật lên khúc ca chúc tụng Ngài. Hãy dùng giọng ca của mình vỗ tay và gọi khen Ngài ngay trong thời giờ này. Hãy vỗ tay reo vui mừng lên. Vua của chúng ta là Giê-xu. Ngài đã đắc thắng thế gian này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vi phạm con theo đức bác ái của Chúa. Xin rửa sạch hết mọi sự gian ác và thanh tẩy tội lỗi của con. Vì con nhận biết các sự vi phạm của con và tội lỗi con hằng ở trước mặt con. Con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi, và làm điều ác dưới mắt của Chúa. Để Chúa bày tỏ đức công chính khi Ngài tuyên phán và sự thanh sạch khi Ngài phán xét. Thật, con sinh ra trong sự gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật trong tâm hồn. Chúa sẽ dạy con sự khôn ngoan trong nơi sâu kín của lòng con. Xin lấy chùm bài hương tẩy sạch tội lỗi con thì con sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa rửa con thì con sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Chúa sẽ khiến con nghe tiếng vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Ngài đã bẻ gãy được hoang lạc. Xin Chúa mảnh mặt khỏi các tội lỗi của con và bôi xóa mọi sự gian ác của con. Đức Chúa Trời ơi, xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Xin đừng từ bỏ con khỏi mặt Chúa, cũng đừng cất Thánh Linh Chúa khỏi con. Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con. Chúa xin mở môi con và miệng con sẽ truyền ca sự ca ngợi Chúa. Vì Chúa không ưa thích sinh tế, dù con có hiến dâng tế lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm linh đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa Ngài không khinh dễ. Và Chúa ơi, xin dựng lại trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Chúa ơi, đã bao ngày chúng con cảm nhận rằng chúng con đã thiếu sự hiện diện của Ngài, thiếu quyền năng của Ngài. Giờ này con cầu khẩn xin Ngài đến thăm viếng nhân sự của Ngài trong buổi sáng ngày hôm nay, thăm viếng hội thánh của chúng con trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin Ngài nhắc nhở chúng con, xin Ngài nhắc nhở chúng con, để chúng con có tội lỗi nào, xin Ngài hướng dẫn chỉ cho chúng con. Chúng con muốn xưng tội lỗi mình trước mặt Chúa, để chúng con có thể kinh nghiệm được những quyền năng trong cuộc đời của chúng con. Chúng con muốn sống đời sống kinh nghiệm được phép lạ chữa lành, những phép lạ quyền năng Ngài sẽ làm trên mỗi một con cái Chúa tại nơi này. Chúa ơi, xin giúp đỡ chúng con. Nhưng mà trước tiên, xin Chúa chỉ cho chúng con biết chúng con cần phải ăn năn tội lỗi của mình trước mặt Ngài. Xin chỉ cho chúng con biết, xin chỉ cho chúng con biết Chúa ơi, và xin giữ lại trong con một tâm lòng trong sạch và một tâm linh ngay thẳng. Chúa ơi, xin giúp đỡ chúng con. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì sự chết của Ngài trên thập tự giá. Ngài đã đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng.